chạy kìa. Thế hai chào mừng các bạn đã đến với video tiếp theo của mình nha. Thì hồi nãy mình vừa đi làm về nè mọi người, đang 6 giờ chiều rồi, trời đang nhá nhem tối rồi. Thì mình đang hồi nãy mình đi làm về mọi người, thì mình phát hiện lúc mình xuống hang mình phát hiện có một ổ gà ngoài đóng bao rách nhà mình nha mọi người. Ngoài bao rách là đóng hàng nhà mình á, nên là bây giờ mình ra mình kiểm tra cho mọi người. Giờ mình sẽ dẫn mấy con chó đi ra. Hello. Đây, bây giờ mình dẫn mấy con chó ra nha mọi người. Mình đang dẫn mấy con chó nhỏ đi ra kiểm tra nha mọi người. Đi. Let's go. Đây mọi người. Cái đống bao rách nhà mình. Đống này bữa người ta bóc chưa hết đó mọi người. Thì hồi nãy lúc mình đi ra mình quăng cái đống bao rách vô cái nơi nhà đây nè. Thì mình thấy có ổ gà đây mọi người. Mọi người thấy chưa? Đó, thấy có ổ gà chưa? Úi, chạy rồi kìa. Ê. Úi men mấy quả ta, ta để được 2, 4, 6, 8. Hai bốn sáu tám chín quả nha mọi người, để được 9 quả trứng luôn. Ui, 10 quả luôn hay sao á. Để mình mở ra cho mọi người coi. Hai, bốn, sáu, tám, 10 quả trứng luôn. Mình chó leo lên nè mọi người. Nãy lúc mình đi quăng mấy cái bao rách ra đây nè, cái mình tự nhiên nhìn như đây mình thấy có gà nằm. Xong nãy mình đuổi nó ra rồi, mình thấy trứng, cái mình chạy vô mình kêu mấy con chó ra để mình quay luôn nè mọi người. Dạ khói. Giờ chắc ha mọi người, chắc mình sẽ em giúp anh, mình cứ ngậm trứng đó. Ok, chắc giờ cái giờ mình sẽ cầm trứng này vô nha mọi người, tại cái này ở ngoài đường á, lỡ người ta đi ngang người ta thấy người ta lụm hết ha mọi người. Với lỡ trời mưa xuống là hư hết trứng ha, hay là rắn nữa. Hồi đợt nhà mình vừa bóc xong, cái này là bóc không hết, người ta để lại nên là đây còn một đống nhỏ thôi, chắc tầm tạ bao thôi. Được bán một xe tải mấy tấn rồi, bóc không hết nên là để lại. Bữa bóc ra nguyên một ổ trứng rắn luôn, hôm nay phát hiện một ổ trứng gà. Trời, hai con này nó đen, cái đen này giá. Ây da, cái thằng mập này con mập chứ. Okay. Giờ chắc mình sẽ lụm cái quả trứng này vô mọi người ạ. Chứ để đây mất công, chưa kịp nở đã có người khác thấy thì sao. Rồi, lôi ra. Nè mày. Chắc để mình đi vô mình lấy cái rổ đi ha mọi người. Mọi người chờ mình xíu nha. Đây mình lấy cái rổ đây cho mọi người. Trời ơi, đang chạy vô lấy cái con quỷ eto vàng với con eto đen, mỗi con ngậm một quả trứng nha mọi người. Mỗi con ngậm một quả trứng nó chạy. Nó lầy thiệt chứ. Giờ mình sẽ lượm nha mọi người. Trời, trứng còn ấm á. Trứng gà tre mọi người ơi. Trong vườn nhà mình nha mọi người. Chứ không phải là mình đi ăn cắp đâu nha. Tại nhà mình không có chuồng gà nên là nó hay đẻ bậy trong gia trại nhà mình lắm. Gà nè. Chuẩn bị gà lượm quả trứng ra mọi người. Cút. Không cho.
thấy coi. Đi còn quần áo 2 2 4 2 nè, 4 nè, 6 nè, 8 nè, 10 quả nha mọi người. Đi còn quả nào nữa ta? Được 10 quả à? 2 4 6 8 10. Trứng gà tre nha mọi người. Nhỏ lắm. Trứng gà tre nhỏ lắm. Nó khó lắm mọi người. Bây giờ mình cầm vô nha. Đó. Thanh niên vô lục tiếp nè. Nãy mình vô mình lấy cái rổ á. Lúc mình đi ra lại thấy con này nó ngậm một quả. Con Eto vàng cũng ngậm một quả luôn. Đi vô. Được rồi. Ai. Trứng nóng hổi luôn mọi người. Còn nóng lắm, còn ấm lắm. Mà mình không biết nó ấp lâu chưa ta. Có cách nào thử để mình biết nó ấp lâu chưa nhỉ? Rọi lên ánh sáng rồi. Chả thấy gì hết. 10 quả. Quá ấm. Hey. Thanh niên này lượm một quả chạy. Thanh niên này cũng lượm một quả chạy. Đây mọi người ơi, 10 quả trứng. Mấy thanh niên khoái lắm. Thỏ với lại trứng là mấy con chó nhà mình khoái lắm nha mọi người. Đó. Vàng mình thấy hóng. Nó ngậm nhanh lắm nha. Nãy mình đang lấy ra chỗ nó ngậm nó chạy. Ok mọi người. Tính ra vui chứ bộ, lâu lâu nhà mình cũng hay, gà nó cũng hay đẻ lắm. Mẹ mình lâu lâu cũng lụm được mấy quả. Đợt này mình lụm rất là nhiều luôn, 10 quả. Chắc là đẻ 10 quả là hết rồi mọi người ha. Không biết nó ấp lâu chưa nữa. Nhưng mà kệ thôi, mình cứ cầm vô thôi chứ để ngoài đó lỡ ai thấy gì Eto. Lỡ ai thấy người ta lấy mới uổng lắm mọi người. Tại giờ mình có bỏ vô chuồng, nhà mình đâu có chuồng đâu mọi người. Giờ lót ổ cũng đâu có gà ấp đâu nên là mình cầm vô mình ăn luôn. Đợt á hả, còn có nguyên một đống trứng rắn nữa chứ. Mà đợt đó bóc lên là thấy nó nở rồi, còn vỏ thôi. Giờ hên ghê, chiều nay ra quân hàng được 10 quả. Tối nay ấm rồi. Mấy thằng điên học lắm. À mọi người ơi, Eto khỏe đó nha mọi người. Eto đen á. Đó, giờ vui chưa? Tăng động rồi nè. Bữa cái bụng nó bị bán bụng á mọi người. Bị bán bụng. Giờ cái bụng nó nhỏ lại rồi nè mọi người. Giờ cái bụng nhỏ lại rồi. Yeah. Bi vẫn chưa về nha mọi người ơi. Bi đi đâu mất tiêu luôn rồi. Nhìn nó khỏe lại vui ghê chứ bộ. Bữa cái bụng to vậy nè. To như có bầu á. Chích 4-5 lần thuốc. May là mình chích sớm, chích trễ một xíu chắc là nó đi rồi đó. Giờ vui chưa? Ok mọi người, thì trời cũng tối rồi, giờ mình đi vô tắm, mình vô nghỉ thôi. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video của mình, đừng quên để lại cho mình một like, một share và một đăng ký nha. Tạm biệt mọi người.